Trong năm 2023, Riot đã cho ra mắt 3 vị tướng mới là Milio, Naafiri và Bria. Trước đó vào năm 2022 là sự góp mặt của Zeri, Renata Klaas, Velvet, Nila và Kesante. Như vậy chỉ trong vòng 2 năm, Riot đã cho ra mắt 8 vị tướng mới. Đáng chú ý cả 8 cái tên mới này đều đến lại vô số rắc rối cho nhà phát hành. Từ khâu thiết kế ngoại hình, kỹ năng hay cốt truyện đều đã lại nhiều vấn đề. Nếu Zeri, Kesante trở thành những cái tên siêu bá đạo mà đến tận thời điểm hiện tại vẫn bị phàn nàn về sức mạnh ngoài tầm kiểm soát, thì Velvet và Nila chỉ xuất hiện nhỏ giọt trước khi biến mất hẳn. Renata Klaas và Milio là hai cái tên hiếm hoi có thể xem là có sức mạnh ổn nhất và thường được sử dụng ở vai trò hỗ trợ. Trong khi đó, Naafiri có cốt truyện bị cộng đồng cho là thất bại, trong khi Bria vừa ra mắt đã sở hữu tỷ lệ thắng thấp kỷ lục dưới 30%. Murder Barrel hỗ trợ được xem là thiên tài của làng Liên Minh Huyền Thoại và có kiến thức về game cực rộng, đã lên tiếng phản bác các thiết kế game và vận hành của Riot. Riot đừng cho ra thêm bất kỳ tướng mới nào nữa. Rõ ràng là việc cân bằng tướng đang không được thực hiện tốt, trong khi đó có rất nhiều tướng đang cần được làm lại. Hơn 20 tướng đang sở hữu cơ chế vô cùng lạc hậu, cần phải làm lại khẩn cấp. Barrel có lấy ví dụ khi bộ kỹ năng của Garen đang vô cùng lỗi thời và có thể bổ sung một cơ chế bật nhảy khi Garen thực hiện chiêu cuối. Ngoài ra, hỗ trợ của Dragonex đưa dẫn chứng từ tựa game Genshin Impact khi nhận định dù có nhiều tướng mới ra mắt, nhưng người chơi cùng lắm chỉ thử một vài trận rồi thôi, trong khi các tướng cũ quen tay sẽ được ưa chuộng hơn. Nên việc làm lại những cái tên đã lỗi thời là chuyện cần thực hiện càng sớm càng tốt. Thế nhưng, việc làm lại một tướng sẽ còn tùy thuộc vào chính Riot và những trường hợp gần đây. Cho đến hiện tại, các trường hợp rework gần như 100%, Volibear, Fiddlestick, Udyr, Dr. Mundo không ít thì nhiều đều thất bại. Và có thể, chính vì vậy nên Riot đang chưa mặn mà lắm với việc làm lại những tên tuổi đã gắn liền với Liên Minh từ những ngày đầu. Trong những năm gần đây, dù DNB có thành tích không mấy ấn tượng tại LPL và đã tạm nghỉ thi đấu từ đầu năm 2023 cho đến nay, vậy nhưng anh vẫn luôn được cộng đồng nhắc tên và được coi là một trong những streamer hàng đầu Trung Quốc. Mới đây, hội ông bố bỉm sữa tại LPL đã có buổi trò chuyện trên livestream về vấn đề trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Hai người đã tìm được đội nào để thi đấu cho năm sau chưa? Hay là chúng ta vào cùng một đội nhỉ? Cam out của tôi sẵn sàng rồi đó. Với đội hình này, liệu chúng ta có vào được playoff không? Playoff là chắc rồi, nhưng có lẽ phải thi đấu vòng loại khu vực đó. Qua cuộc tranh luận thú vị này, có thể thấy hai ông bố bỉm sữa DNB, Uzi và Ale vẫn còn khá nhiều đam mê đối với Liên Minh chuyên nghiệp. Đặc biệt DNB còn sẵn sàng chọn Karma đường giữa với phong cách hỗ trợ cho Uzi được thoải mái xả đạn tại LPL. Dẫu vậy, cũng trong buổi stream này, Uzi đã chia sẻ vấn đề khiến anh khó lòng thi đấu tiếp tại LPL. Tôi không thể, hiện tại tôi không đủ sức để thi đấu chuyên nghiệp. Đó là sự thật nghiêm trọng nhất. Giờ thì chơi xếp hạng ở thách đấu đã là giới hạn của tôi rồi. Bởi vậy có lẽ việc Uzi và DNB cùng thi đấu tại một đội tuyển ở LPL 2024 sẽ khó thành hiện thực. Không giống như một Naafiri quá bá đạo kể từ khi cặp bến Liên Minh Huyền Thoại và cần nhiều đợt giảm sức mạnh liên tiếp, Bria chịu ngược lại khi phế hoàn toàn trong vai trò đi rừng. Những chỉ số cho thấy rõ, Bria được thực sự khó kiểm soát và tạo được ấn tượng mạnh với cộng đồng game thủ. Tỷ lệ thắng của Bria đang chạm đáy khi chỉ đạt mức 38,17%, thấp nhất trong số những tướng đi rừng. Nhiều người chơi đã thử mang Bria lên đường trên, nhưng tình hình cũng không khá hơn. Do đó, Riot đang nhanh chóng có một đợt gia tăng sức mạnh khẩn cấp nhằm giúp Bria trở lại đường đua. Theo nhà thiết kế tướng Riot August, đội ngũ cân bằng sẽ nhanh chóng buff cho vị tướng này, nhưng theo một cách cẩn thận nhất, chứ không buff hàng loạt chỉ số. Đại diện Riot cho rằng, vẫn có khả năng Bria chưa được ưa chuộng và có chỉ số tốt là do người chơi chưa tìm được bộ trang bị cũng như lối chơi tối ưu nhất. Máu cơ bản 590 tăng lên 610, chiêu E giảm sát thương 35 xuống còn 40%, thời gian hồi chiêu 18 thành 16 giây. Hiện cộng đồng game thủ cho rằng đợt buff này vẫn chưa ăn thua và rất có thể Riot sẽ tiếp tục tăng chỉ số trong những bản cập nhật tiếp theo. Ngày 12 tháng 9, đội tuyển Đài Loan đã có trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN. Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ tối tại IBEX Studio. Những năm gần đây, nền Liên Minh Đài Loan được đánh giá là nhỉnh hơn Việt Nam xét trên thành tích tại các giải quốc tế. Do đó khán giả đã kỳ vọng những sự bất ngờ và mong muốn trận đấu sẽ có ván ba kéo dài hơn chứ không kết thúc chóng vánh. Do vậy, trước sức mạnh quá áp đảo từ Hàn Quốc, Đài Loan cũng chịu chung số phận như Việt Nam khi phơi áo 0-2. Sau trận đấu, người đi rừng Hung Kasa Haosuan đã ngồi lại và trả lời một số câu hỏi phỏng vấn từ Daily Esports của Hàn Quốc. Chia sẻ về cảm xúc sau trận giao hữu, Kasa cho biết anh chỉ coi đây như một trận đấu bình thường. Tuy nhiên,
do đã quen với tất cả những người đồng đội và rất thân với họ, nên anh cảm thấy trận giao hữu này giống như một trận All-Star. Kasa chia sẻ rằng, anh và những người đồng đội cũ tại Flash Wolf đã lâu không còn thi đấu cùng nhau, nhưng khi gặp lại, họ vẫn phối hợp ăn ý như ngày nào. Do đó, tuyển thủ sinh năm 97 cảm thấy rất hài lòng. Tại trận giao hữu với Hàn Quốc, Kasa cùng đồng đội đã thi đấu dưới sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Anh thừa nhận rằng, đây là một trải nghiệm đặc biệt và có phần ấm áp. Cá nhân tôi thấy nó rất đặc biệt. Đó là vì tôi đã không được thi đấu chính thức trong khoảng 6 tháng. Tôi muốn tìm lại cảm giác này trước một bầu không khí thật sự ấm áp. Đó là lý do vì sao tôi muốn chơi nhiều vị trí hơn. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ hơn. Tuy nhiên dù mà trình diễn của tôi trong round thứ hai tốt hơn ván đầu, nhưng tôi đã mắc sai lầm ở cuối trận và điều đó thật đáng thất vọng.